Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xe đôi cánh, xe đôi cánh. Có một vị khách không mời đang đến đây. Phải chạy nhanh trước khi chúng túm tai mình. Không có ai ở đây cả. Chúng ta bắt đầu di chuyển thôi. Mọi thứ vẫn tĩnh lặng. Con đường thật vắng vẻ. Những kẻ xấu xa này đến đây làm gì nhỉ? Kìa! Chẳng kém gì Thành Long. Xin chào, chúng ta đã ngủ quên, đúng không? Mình phải theo dõi ba tên đó. Đi theo tôi. Các bạn có nhìn thấy gì không? Ôi không, các bạn có nhìn thấy gì không? Mình sẽ gặp lại những vị khách thân yêu. À, mình đã rơi xuống thảm đỏ cùng với âm nhạc. Mình đang ở đâu đây? Chúng ta chỉ có 5 ngày. Chúng ta phải nhanh lên. Mình cần cướp bản đồ của chúng ngay lập tức. Bật chế độ vô hình của David Copperfield. Ui. Có ai đó đang ở đây. Mình nghĩ mình đã gặp rắc rối. Báo động. Tổng tập trung. Có gián điệp đã xâm nhập vào căn cứ của chúng ta. Ôi, mình thật là thông minh. Thật là may mắn. Ồ, bản kế hoạch của Napoleon. Ta nghe thấy tiếng gì đó. Mình phải chạy nhanh lên trước khi chúng bắt mình lại. Ồ. Để xem ai nào. Bây giờ chúng ta sẽ bắt được ngươi. Wow, bình xịt đây rồi. Xin chào. Bình tĩnh đi anh bạn. Nằm xuống đây, thiền một chút đi. Mình phải mau mau rời khỏi đây. Ngươi không bắt kịp ta đâu. Ngươi không bắt kịp ta đâu. Ngươi không bắt kịp ta đâu. Ngươi có tập thể dục bao giờ không thế? Chạy đi, chạy nhanh đi. Ngươi sẽ giảm được vài cân. Chúng đã lên một kế hoạch thật tàn bạo. Thật là những kẻ xấu xa. Có ai ở đây sao? Là ông nội ngươi đây. Tôi đang ở đâu đây? Đây có phải là sở thú không? Tôi có thể cho động vật ăn không? Hả? Tôi đang bị nhốt sao? Mọi người hãy chia ra đi tìm. Hắn đã lừa tất cả chúng ta. Bản đồ này là giả. Hãy hành hạ hắn đi. Để hắn khai ra hắn đã giấu bản đồ ở đâu. Tôi không lấy bản đồ thật mà. Hãy hành hạ hắn bằng vòi hoa sen. Cho tôi đi làm mưa với. Chị Do ơi, chị Do ơi. Sợ biết sao? Không thể hiểu nổi. Vậy thì hãy chặt chân hắn bằng bọt xà phòng. Chắc chắn hắn sẽ khai ra. Có vẻ như buổi tối của chúng ta không còn uể oải nữa. Ồ, các bạn có thể xoa lưng cho tôi được không? Không được rồi. Tên mèo này có vẻ như bất khả xâm phạm. Hãy chuyển sang kế hoạch Lambada. Tôi phản đối, như vậy là không nhân đạo. Phản đối không được chấp nhận. Thôi được rồi. Haha, tôi không thể nhịn được cười. Trông các bạn buồn cười quá. Tại sao các bạn lại lên đỉnh trần nhà như thế? Đang chế nhạo chúng ta kìa. Hãy tiến hành kế hoạch Omicron. Các bạn bình tĩnh. Tôi sẽ chỉ cho các bạn tôi ăn gì vào bữa sáng ngay bây giờ. Chúng ta đã tìm ra điểm yếu của hắn. Đá mạnh hơn cho đến khi hắn khai ra. Tôi đang chuẩn bị nôn ra món bánh kếp mà tôi đã ăn trong bữa sáng. Tôi cá là hắn sẽ phải khai ra ngay bây giờ. Tôi sẽ nói. Chỉ cần dừng lại và thả tôi ra, tôi sẽ nói. Được rồi. Tôi chắc chắn là hắn sẽ không muốn sớm nhìn thấy cánh cổng thiên đường. Trả lời đi, bản đồ đang ở đâu? Nếu không, ngươi sẽ bị lặp lại như lúc nãy. À, tôi đã ăn nó rồi. Ngươi đã ăn nó như thế nào? Thế nào á? Phết một vết mứt lên để nó ngon hơn rồi ăn. Trên thực tế, các tài liệu chiến lược quan trọng đều nên được tiêu hủy. Vì vậy, tôi đã tiêu hủy chúng bằng cách ăn chúng. Đó thật là một cách tốt để tiêu hủy chúng. Chà, vậy đó. Bây giờ chúng ta sẽ lên địa bay. Để báo cáo với ngang tay. Nào, chúng ta sẽ giải thích mọi thứ. Có lẽ chúng ta sẽ bị đuổi đi mất. Sao các ngươi có thể để chuyện này xảy ra? Ý các ngươi là hắn đang bằng kế hoạch đó. May cho các ngươi là dự án này do tay cong dẫn đầu. Nếu không thì mọi thứ sẽ bị các ngươi làm hỏng hết.
Vậy là chúng ta cần đi gặp tay cong. Xem nào, trái đất là hành tinh thứ 3 tính từ mặt trời, gửi dữ liệu đến vũ trụ. Yeah, nào, mình phải rời khỏi đây trước khi chúng phát hiện ra. Báo động đỏ. Cần chiến, cần tập trung trong phòng họp. Có một kẻ phản bội trong số chúng ta, hắn đã gửi tọa độ của trái đất cho vũ trụ. Nhưng đó có thể là ai chứ? Chúng ta phải tìm ra ngay bây giờ. Các anh em, hôm nay chúng ta đã bị dò dỉ thông tin và thời gian ở lại trái đất của chúng ta đã bị giải mật. Chúng ta phải tìm và bắt kẻ phản bội. Hắn đang nằm trong số chúng ta. Vậy là ngươi đây rồi, ngang tay. Em yêu, anh nghĩ là chúng ta cần lên kế hoạch cho một chuyến công tác. Chúng ta đã phát hiện ra một sự sống trong vũ trụ. Cuộc chiến tranh giữa các thiên hà có thể sẽ nổ ra. Chúng tôi cần sự giúp đỡ. Đào sới lên rồi xếp tất cả đất đá này. Đây sẽ là món kem ngon nhất vũ trụ. Nào nào. Các người sẽ phải hối hận vì đã làm phiền ta. Một quả trứng khổng lồ đang muốn nghiền nát tôi. Có vẻ như tôi phải chạy đi ngay bây giờ. Để ngang tay, tuần trước anh cũng chạy như thế vì anh quên rửa tay trước khi ăn tối. Anh có muốn nếm thử cái nắm tay này không? Thôi nào, anh ta bị điếc mà. Tôi nghe thấy có rung động của sóng âm thanh. Tôi xin rút lại lời nói của mình. À, những tên vô dụng này, các anh còn ở đây làm gì thế? Các anh đang bảo vệ bức tường này à? Có chuyện rồi, có chuyện này xảy ra mà tôi không thể tưởng tượng được. Làm tốt lắm anh bạn té ngã. Ước mơ của anh thật lớn lao. Rồi anh sẽ ấp được một quả trứng khổng lồ. Gì cơ? Tôi không phải, ý tôi là... Anh sẽ không còn là anh nếu anh không biến ước mơ của mình thành hiện thực. Ôi trời, đừng vặn vẹo lời nói của tôi. Ê, trật tự đi, mấy tên ở tầng dưới đang đập mấy cái thanh sắt. Tường thạch cao ở đây sẽ bị vỡ mất. Nào, mì spaghetti, salad, cá ngừ, tagliata, geradura. Chết mất, tôi không biết geradura là từ gì. Sushirito, panettone, besbama, kokoreku, kuku, nanbajuki, bánh nướng nhân thịt, affogato. Xin lỗi quý vị, thực đơn của quý vị có món ăn nào bình thường hơn không? Khoai tây chiên, khoai tây hấp, khoai tây nghiền. Hay thật, bây giờ họ sẽ nhồi tôi với khoai tây. Kem đây, kem đây. Đây sẽ là món kem ngon nhất vũ trụ. Món kem ngon, không có chất bảo quản độc hại. Kem ngon, không chứa gluten. Kem ngon đây. Kem ngon, không chứa gluten. Kem ngon đây. Ai là một chàng trai tốt? Ta là một chàng trai tốt đây. Ai là siêu anh hùng? Ta là siêu anh hùng đây. Oops, cái đầu của ta. Đầu của ta. Bắt một con cá lớn và cá nhỏ. Cá lớn và cá nhỏ. Cá lớn và cá nhỏ. Này, chúng ta đang bị lạc rồi. Cái đồ mắt lệch, anh đang bị úp ngược rồi. Anh đang bị úp ngược rồi. Cố gắng lên tay cong. Anh cần phải rèn luyện đôi tay của mình để chúng phát triển một cách chính xác. Vấn đề của anh càng ngày càng tệ hơn. Nó đã bay theo đường thẳng. Xong rồi, tôi đã có đủ rồi, cái tên mắt lệch kia. Ồ, xem ai đang nổi cơn thịnh nộ kia. Nhìn đi, ủy viên Juan. Được rồi, chúng ta là bạn tốt của nhau mà. Xem đi, Nix Voi. Báo động, người ngoài hành tinh. Nghe này, tại sao họ lại ồn ào như vậy? Tôi không biết, có thể họ đang chơi trò người da đỏ hoặc chạy marathon từ thiện. Tôi hy vọng chúng ta sẽ nhận được tín hiệu của máy bay trước khi họ dẫm đạp lên chúng ta. À, dựa vào anh bạn sao? Đừng ngáp đấy nhé. Báo động, người ngoài hành tinh. Họ thậm chí còn đưa trẻ em đến biểu tình. Tôi đã đọc và thuộc lòng cả cuốn Chiến tranh và Hòa bình. Anh còn ngồi đó à? Ừ. Chúng ta chơi bài nhé. Anh muốn tôi cho anh một trận không? Thôi được rồi, tôi sẽ đi. Không dám làm phiền anh bạn nữa. Cái gì thế? Chuyện gì vậy? Người là ai? Mẹ.